Được gọi là James Bond trong giới từ thiện, hơn 30 năm qua, vị tỷ phú kỳ lạ Chuck Finney đã bôn ba khắp nơi trên thế giới, theo đuổi một sứ mệnh bí mật. Đó là âm thầm quyên góp toàn bộ tài sản hơn 8 tỷ đô la của mình với mục tiêu không nợ nần, không vướng bận gì để đi gặp Thượng Đế. Ông đã quyên góp hết toàn bộ tài sản vào các lĩnh vực giáo dục, khoa học, y tế, chăm sóc người già và nhân quyền cho các quốc gia trên thế giới thông qua quỹ từ thiện Đại Tây Dương Atlantic Philanthropies do chính ông thành lập. Tỷ phú rách rưới cho đi tất cả vì vải liệm không có túi. Sinh năm 1931 và lớn lên trong một gia đình người Ireland bình dân theo đạo Thiên Chúa ở New Jersey, Chuck Finney không thích đồ ăn xa xỉ, đi lại cũng chỉ dùng phương tiện công cộng, tàu điện ngầm hoặc taxi. Cha của ông là con trai của một người Ireland di dân, là nhân viên của một công ty bảo hiểm, mẹ ông là một y tá. Cha mẹ ông đều thích giúp đỡ người khác, đến nay ông vẫn còn nhớ rõ. Mỗi buổi sáng khi đi làm, mẹ ông đều sẽ đưa một người hàng xóm tàn tật đến bến xe buýt. Từ thiện khác người. Không giống với cách làm từ thiện của các tỷ phú khác, Finney luôn cố gắng giấu đi những việc tốt mà ông đã làm. Để tránh quy định công bố thông tin về các tổ chức từ thiện của Mỹ, Finney đã phải đến đăng ký ở quần đảo Bermuda cách xa Mỹ. Quỹ từ thiện cũng không do ông đứng tên, thậm chí ông còn yêu cầu nhân viên của quỹ từ thiện không được nói với gia đình họ nơi làm việc. Theo yêu cầu nghiêm ngặt của ông, các tổ chức được nhận quyên góp cũng không được nhắc đến tên Finney. Vậy nên đã có rất nhiều người nhận được quyên góp mà không biết số tiền ở đâu ra. Dù có biết thì cũng phải cam kết giữ bí mật. Theo đó, nếu như ai để lộ thông tin ra ngoài, người đó sẽ bị dừng hỗ trợ. Từ trước đến nay, Finney không hề dùng danh nghĩa của mình để đặt tên cho các thư viện hoặc bệnh viện là quỹ từ thiện của ông quyên góp, mà luôn dành sự vinh dự này cho những người có địa vị khác cùng tham gia. Hiệu trưởng Frank Rose của trường đại học Cornell từng nói: "Tôi phải nghĩ hết mọi cách mới có thể khiến hội đồng quản trị tin rằng số tiền này không phải đến từ nơi bất chính, không phải là tiền của xã hội đen." Tuy là cho đi không hề tiếc, nhưng Finney cũng không phải tùy tiện rải tiền quyên góp. Ông là một thương nhân trong việc quản lý quỹ từ thiện. Những nơi nhận được hỗ trợ của quỹ từ thiện phải có bản kế hoạch chi tiết. Nếu như hạng mục nào quá xa rời kế hoạch thì ông sẽ ngừng quyên góp. Trong việc lựa chọn hạng mục, ông cũng tính toán rất cẩn thận. Ví như quỹ từ thiện có tên Hành động vì nụ cười, cung cấp phí phẫu thuật cho các em nhỏ bị sứt môi và hở hàm ếch ở các quốc gia đang phát triển là hạng mục mà ông thích nhất. Vì theo ông, chỉ cần bỏ ra 250 đô la cho một lần phẫu thuật là đã có thể thay đổi được vận mệnh của một người. Ông từng quyên góp 588 triệu đô la cho trường đại học Cornell, 125 triệu đô la cho trường đại học California và 60 triệu đô la cho trường đại học Stanford. Ông cũng từng đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ để cải tạo xây mới 7 trường đại học ở Ireland và 2 trường đại học ở Bắc Ireland. Ông cũng là người quyên góp số tiền lớn nhằm khống chế thiên tai và bệnh tật ở châu Phi. Năm 1960, Finney cùng một người bạn đã thành lập tập đoàn miễn thuế toàn cầu DFS. Họ mở cửa hàng đầu tiên ở hai nơi mà Hải quân Mỹ thường đến là Honolulu và Hồng Kông. Đến năm 1964, họ đã có hệ thống cửa hàng ở 24 quốc gia, số nhân viên lên đến 200 người. Giữa những năm 90, Finney dự tính được không gian phát triển lợi nhuận của chuỗi cửa hàng miễn thuế đang giảm đi, vì thế ông quyết định rời khỏi DFS. Năm 1997, ông trùm hàng xa xỉ của Pháp Bernard Arnault đã dùng 3,5 tỷ đô la mua lại DFS. Từ đó, rất nhiều các vụ mua bán buộc phải công khai thông tin, thế nên Finney không còn giấu được nữa. Lúc này công chúng mới biết được cổ phần của ông từ lâu đã chuyển sang danh nghĩa của quỹ từ thiện Đại Tây Dương. Vì điều này mà Finney bắt đầu được chú ý. Tỷ phú Chuck Finney luôn nói giá trị quan của mình là: "Tôi sinh ra tay trắng thì khi trở về cũng phải trắng tay." Đây là một câu nói trong Kinh Thánh, sách của Sharp, và cũng là nhân sinh quan trong cuộc đời Chuck Finney. Tỷ phú từ thiện rách rưới. Tuy rằng tài sản lên đến hàng tỷ đô la, nhưng Chuck Finney vẫn luôn xem nhẹ tiền bạc, sống một cuộc sống thanh đạm. Ông đeo một chiếc đồng hồ Casio 15 đô la bởi vì nó chạy cũng chuẩn như Rolex. Ông không có siêu xe, bình thường đi lại đều chỉ dùng phương tiện công cộng, tàu điện ngầm hoặc taxi. Ông có nhà ở cả thủ đô Dublin ở Ireland, Brisbane, Úc
và San Francisco, nhưng những căn nhà này đều đứng tên quỹ từ thiện. Quần áo ông mặc cũng không cầu kỳ, và ông từng gọi mình là nhà từ thiện rách rưới. Không những nghiêm khắc với bản thân, mà Finney còn luôn yêu cầu rất nghiêm khắc với 5 người con của mình. Kỳ nghỉ nào họ cũng đều phải đi làm thêm kiếm tiền ở khách sạn, nhà hàng và siêu thị. Các con của ông cũng rất tán thành việc ông quyên góp ẩn danh. Một người con trai của ông nói rằng điều đó khiến họ không cảm thấy khác biệt với người bình thường. Chủ tịch và CEO Christopher C. O'Sullivan của Quỹ Từ Thiện Đại Tây Dương hiểu rất rõ sự tiết kiệm của Finney. Khi hai người đi công tác ở Việt Nam, họ chỉ ở trong một khách sạn rất bình dân. Thế nhưng khi cần rộng rãi thì ông Finney cũng không hề do dự. Ông đã từng để Osley về nước bằng máy bay siêu thanh Concorde với giá rất đắt, chỉ để ông ấy có thể kịp đón lễ cùng gia đình. Khi được hỏi vì sao ông phải quyên góp gần như hết sạch tài sản như thế, Finney trả lời rất đơn giản, đó là bởi vì vải liệm không có túi. Ý tứ là con người ta đến thế gian với hai bàn tay trắng, khi nhắm mắt xuôi tay thì là trở về với cát bụi, có muốn cũng chẳng thể đem theo được thứ gì. Điều này hoàn toàn giống với đạo lý ở phương Đông. Ngay cả cách làm từ thiện của Finney không muốn phô trương tên tuổi, đó cũng chính là cách hành thiện tích âm đức mà các tôn giáo phương Đông thường nói đến.